Bạn muốn làm giàu? Lấy ngay Saver 88.me. Hệ thống chất lẻ Momo uy tín, thanh toán tự động 5 giây. Tắt 1 ăn 2,5, tỷ lệ ăn cao nhất thị trường. Đường link mình để dưới phần mô tả nha. Dâu dâu dâu, bà con sầu. Chào mừng năm cho anh em quay trở lại cùng em Minzy trong series bình luận PK lên Saver. Và đây là Minzy chính hãng đến từ Saver US nha. Chúng ta cùng đến với chế độ Entertainment Inhale Elite, hay gọi là chế độ Smart đây anh em. Đừng quên 30 giờ ngày 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ những dòng chữ vàng đang chạy bên dưới màn hình của các bạn ở đây. Ngoài ra anh em yêu quý mình có thể like, subscribe kênh DM YouTube để theo dõi những thông tin mới nhất đến từ thế giới cao ép. Rất nhiều những cập nhật những thông tin mới đến từ thế giới cao ép sẽ được mình đăng tải và update trên kênh DM YouTube này. Anh em mình theo dõi và ủng hộ nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đối thủ đầu tiên thôi, Laidermark, và đối thủ đầu tiên của chúng ta sẽ là đó là Ayri gì đó anh em, rất khó đọc. Ayri rất khó đọc anh em ạ. Lấy ai đây? Mình chơi combo Maxima với cả mây trở à? Đánh thế chứ làm sao? Vẫn lòi một thằng nữa à? Vãi nhờ, mình thiệt nhờ. Mình thiệt quá anh em ạ. À, không có tanh ạ. Không có tâm hệ. À, đó con Athena này tanh như thế. À, không có tanh, nó không có tâm hệ thật anh em ạ. Nó không có con nào tanh ạ. Đúng không? Vậy là không có tam hệ Mizu. À, con Nia kìa mẹ. Nhìn ra là không có con nào tanh ấy. Mình đứng trước à. Chết luôn à, thế nhỉ? Hay quá nhỉ, vẫn kiếm được cái mạng của nó anh em ạ. Vẫn kiếm được cái mạng con Mizu. Vẫn kiếm được cái mạng con Mizu chi. Thôi
Mẹ thôn Mia anh em. Sore chưa? Hajime. Ai mà con ăn đéo. Quýt sớm thế bạn, mẹ Mia vẫn còn nội tại mà. Đúng không? Kèo này nó quýt hơi sớm so với những kỳ vọng của mình. Nó không giải cho em gì chính hãi, chúng ta cùng đến nhiều đấu tiếp theo này. Nó quýt hơi sớm so với kỳ vọng của mình. Việt Nam muôn năm, được. Đáng khen cho một cái tên Việt Nam muôn năm, thật sự là đáng khen đấy anh em ạ. Tên Việt Nam muôn năm là thật sự là đáng khen. Đáng khen cho cái tên Việt Nam muôn năm anh em ạ. Lấy đúng bài đấy, nhìn này lấy đúng bài đấy. Lấy đúng bài đấy. Đêm này thì đúng là niềm tự hào dân tộc rồi. Không bao giờ phản quốc rồi anh em. Việt Nam muôn năm, đúng như tên gọi luôn. Uy tín đấy. Maxima lại mất nộ gì đấy nhỉ? Cày nhà. Maxima lại không được đánh phát nào kìa. Okay. Đấm gì nữa hả em? Maxima không đổ phát được kia. Maxima không được tung phát được kỹ nào luôn ạ. Get ready! Get ready! Get ready! Get ready! Get ready!
surrender chứ còn cơ hội nào để thở nữa anh em. Không còn cơ hội nào để thở nữa rồi. Surrender và quit rồi. Dưới áp lực của Việt Nam mùa năm, một cả một đất nước, cả một dân tộc đây, tôi không thể chống lại đất nước tôi được. Cô bé mông to vãi. Việt Nam mùa năm rồi, gặp ngay cô bé mông to. Tôi đã không thể chống lại được Việt Nam muôn năm rồi. Liệu rằng lần này tôi có chống lại được cô bé mông to hay không? Khó cho tôi rồi. Mizu hơi yếu nhỉ. Khi lấy tay cô hơi yếu luôn. Cô bé mông to. À, cá đã cắn câu. Chúng ta bây giờ lựa chọn con cá thích hợp rồi. Cá đã cắn câu, ở việc của chúng ta là lựa chọn thích hợp mà thôi. Trận này Maxima chắc chắn là phải được tung được đòn đánh của mình chứ. Cá đã mắc câu. Lần này Maxima liệu rằng có được tung được thực kỹ được mình khi đối đầu với cô bé mông to hay không? Đó, đã bảo là cá đã cắn câu rồi, lại còn. Không có ý nghĩ giải ứng cho mày đâu. Chúng ta không biết nữa. Cá đã cắn câu nhưng mà cắn xịt anh em ạ. Chúng ta lại bại trận rồi. Còn combo hai anh em là Terry này. Khó chơi thật sự. Đánh Mizu của mình cũng có Mizu đam rồi bây giờ. Nhè Mizu đánh đi. Nhìn nộ rồi. Không rồi.
nó 2000 độ thì hỏng thật rồi. Cô bé mông to ấy, Việt Nam muốn nằm hợp cô bé mông to. Get ready, go! Băng nhẹ. Get ready. Không chống được nha. Không chống được. Quên Ken. Khuyên, không chống được. Combo mà Terry và Terico khó chịu quá. One hit, you die. Đến được server 63. Rồi, chắc chấp hết rồi các bạn. Cầm đùa lón rồi may ra gánh được, thì cầm đùa Nico không gánh được. Giống như cách mình chơi cái game vừa rồi đúng không? Nó lại còn đánh trước để nhớ để choi đầu. Sẽ sợ ăn thủ kích. Choi đầu sẽ ăn thủ kích Mia. Mẹ choi đầu đấy, mình có điều kiện. Ghê nhất là thủ kích đây. Mình cứ mang một con thất máu xuống cất ở dưới là con Mia lại khóc có gì đâu. Thấp máu cất được con Mia nó khóc có gì đâu. One hit you die à, không chống được đâu. Mình thua trước cô bé mông to Việt Nam vô địch thôi. Một bên là gì nhở, mông to sexy, một bên niềm tự hào dân tộc. Thua là đúng rồi, có một người như tôi à, kiểu counter thế à. Tỉnh táo không có nghĩa là nhưng tỉnh táo không có nghĩa là sức bạn có thể chiến thắng được, bạn hiểu không? Lại về nội tại nữa kìa. Cô dạy của người yêu đó. Tao không nghĩ là bạn chiến thắng đâu, hiểu không?
Không có nghĩa là giúp bạn chiến thắng được đâu. Bạn hiểu ý của mình không? Sore chưa? Bắt đầu. Ây da, còn chỉ móc đấy. Chảy máu ở đây, one hit one diu đài đã phải quit rồi. Clip này mình cũng xin phép được tạm dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Thật sự là em mình gì chỉ bị khuất phục trước một Việt Nam muôn nào và một cô bé mông to mà thôi. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nhé. See you again.